Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món ăn rất là đơn giản, dân dã đồng quê, đó là cá lóc hấp với mớp. Món này đơn giản, sau khi mình làm xong thì cá nó ngọt, thơm ngon, không cần phải tốn nhiều thời gian nữa. Nguyên liệu thì rất là đơn giản. Ở đây thì mình có con cá lóc mình là khoảng 700 g. Sau khi mua về thì mình sẽ làm thì thật là sạch, rửa qua nước giấm muối, cạo cho nó hết nhớt cho nó không bị tanh ha. Và mình khứa ra gì nè các bạn, cứ ra gì này tí xíu mình hấp hiện cá nó bông lên á, nhìn thấy nó đẹp và mình dễ gấp ăn hơn. Mớp thì ở đây mình có là khoảng 300 g mớp, vài cái tép hành. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp cá trước nha. Mình cho cá vào trong chảo và trong cái nồi mình ướp vừa tí xíu, mình lấy cái nồi đó mình hấp luôn, tiện lắm. Mình có làm một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, một tí xíu muối, một tí xíu tiêu xay, cho thêm tiêu xay cho nó thơm ngon hơn nha. Cho vào đây là nửa muỗng canh nước mắm, lóc hành đập dập. Rồi bây giờ trộn đều lên, ướp cái cá này khoảng 5-10 phút cho thấm gia vị nha. Ở đây cá thì mình làm mình chừa đuôi như nè cho đẹp, để cho cá hấp được thơm ngon hơn, không có mùi tanh đó. Thì mình cho ở đây một tí xíu rượu nha các bạn, các bạn dùng rượu trắng hay rượu ngâm đều được. Ở đây mình có rượu ngâm đó, thì mình sẽ dùng rượu ngâm. Rồi trộn đều ướp cá đây khoảng 10 phút nha. Mớp thì mình sẽ sát phân khoảng hơn một phân như thế này. Mớp càng non thì càng ngọt càng ngon ha. Mình sẽ chắc mớp vào để mình đi hấp. Mình hấp cá với mớp này thì nó ngọt và nó thơm ngon lắm. Cho thêm hành lá. Xong rồi đậy nắp lại, mở lửa lên và mình hấp, không cần cho thêm nước gì hết. Mình cứ nấu như thế này với lửa nhỏ nha. Khoảng từ 7 phút thì mình sẽ kiểm tra coi cá chín chưa ha. Mình đậy nắp hôm nãy giờ đó, mình hấp cá khoảng 4 phút rồi các bạn. Bây giờ dở ra xem ha. Đó. Cái mớp và cá nó ra nước đó, mình không cần cho nước gì hết. Rồi khi nào mà cái nước này nó cạn đó, là cá sẽ chín nha. Rồi thì mình sẽ cho hành lá vào. Hấp thêm khoảng 3 phút nữa là cá sẽ chín ha. Bây giờ nó dậy mùi thơm lắm. Cá bây giờ nó đã chín rồi này các bạn. Nó dậy mùi thơm ngon lắm. Mớp thì nó thơm, nó ngọt. Mình hấp với cá này thì tăng thêm cái độ ngọt và thơm cho cá ha. Cá hấp với mướp này thì mình thấy nó sẽ ngọt ngon hơn với bầu nữa. Riêng mình thì thấy như vậy. Nếu các bạn thích thì hãy thử và biết làm cho gia đình dùng nha. Sới cá bây giờ nó thấm gia vị và nó bông ra gì nè. Tại vì mình khứa đó nên cá nó bông ra gì dễ lắm. Khi ăn thì mình có thể để lên bếp. Đó, chấm thêm miếng mắm trong. Thơm mà vừa ăn lắm. Vậy thì rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ, mình đã chia sẻ đến các bạn món cá hấp với mướp. Món này thì rất là nhanh gọn lẹ, dễ làm, nhưng mà cá thì nó ngọt thơm ngon lắm ha. Nếu các bạn thích thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng ha. Mến chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha.